chân cấp còn một ở khu vực Bến Tre, hai đội sẽ đấu Đồng Tháp và Đồng Tháp. Bên phía tay phải là đội chúng ta chính trong lò áo vàng xanh chính là đội Đồng Tháp, và bên tay trái là chúng ta trong lò áo xanh đen chính là đội Cần Thơ. Vâng, trận đấu giữa Đồng Tháp và Cần Thơ cũng vừa diễn ra. Có bóng hồng điểm Đồng Tháp 1-0. Đồng Tháp có điểm, tỷ số hiện tại là 1-0. Đồng Tháp chuẩn bị phát bóng. Đồng Tháp thay vận động viên. Đồng Tháp đã có sự thay đổi này. Số 2 ra sân, số 6 vào sân. Ba con tốt với cầu thủ điểm Đồng Tháp 2-0 điểm cho Đồng Tháp. Một con rất tốt với từng vị trí của đội Đồng Tháp. Ba con tốt tiếp tục đẩy bước một đến từ vị trí của Cần Thơ. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm Đồng Tháp 3-0 cho đội Đồng Tháp. Tỷ số hiện tại đang là 3-0. Điểm 4-0. Tình huống phát bóng giật lưới đến từ vị trí của Đồng Tháp. Tỷ số hiện tại đang là 5-0. Nhưng về bên phía Đồng Tháp tiếp tục là pha phá không tốt. Tỷ Đồng Tháp 6-0. Những cái gói Cần Thơ đang tiếp tục bị áp đảo về Đồng Tháp. Vẫn chưa có điểm gỡ nào còn những cái đấu vừa qua. Và bóng tốt điểm 7-0. Phát bóng xuất sắc từ vị trí của Đồng Tháp. Thành phố Cần Thơ hội ý lần thứ nhất trong hiệp đấu thứ nhất đã có hội ý từ Cần Thơ, đã hết thời gian hội ý. Trận đấu sẽ tiếp tục ngay sau đây. Đồng Tháp tiếp tục là người phát bóng. Một tốt. Điểm thành phố Cần Thơ 1-7. Xin chào công việc vị trí của Cần Thơ. Là về điểm số đầu tiên cho họ. Cần Thơ sẽ là người phát bóng. Tài người biết gần hơn. Được một tốt. Bóng tốt. Đây là thông qua được hàng thủ của Cần Thơ. Thủ tốt. Bóng ngoài sân. Điểm Đồng Tháp 8-1. Đội thua Cần Thơ lấy lại phong độ của mình. Đồng Tháp tiếp tục phát bóng.
tốt. Đập bóng tốt, bóng công sâu. Điểm công tác 9-1. Những cú phạt bóng của các cô gái Đồng Tháp thường là cái gì đó khiến cho đội Cần Thơ gặp phải khó khăn khi phải bắt phút 1. Tiếp tục để Đức Hồng. Xác định lỗi sẽ lỗi thắng. Điểm thành phố Cần Thơ 2-9. Thành phố Cần Thơ tỷ số hiện tại đang là 2-9. Cần Thơ phát bóng. Tiếp tục một pha phát bóng thấp tay. Đức Hồng tốt. Chuyền hai tốt, bóng đã trắng, bóng vẫn còn. Tiếp tục bóng gặp điểm thành phố Cần Thơ 3-9. Tỷ số hiện tại đang là 3-9. Thank you.
kết thúc ấy. Điểm số hiện tại là 46 nghiêng về phía Đồng Tháp. Đồng Tháp tiếp tục có bóng. Bước một rẫy. Đồng Tháp 17 4. Điểm số đang đi rất xa. Điểm số hiện tại đang là 17-4. Điểm 18 4. Bóng đi rất căng khiến cho người gái cần hơi khó khăn trong việc thay đổi bước một. Tiếp sau cái bước một cái điểm 19 4. Khả năng cao bóng của người gái Đồng Tháp quá tốt. Điểm 20 4. Thời thay vào công viên số 6 ra sân, số 10 vào sân. Rồi đã có sự thay người. Đồng Tháp đã có bác bóng tốt, tiếp tục chạy với một lỗi kinh tế nhưng không qua được libero của Đồng Tháp. Bước một tốt. Bóng tốt. Điểm Đồng Tháp 21 4. Hiện tại đang là 21 4. Đi rất xa. Phát bóng tốt. Điểm 22 4. Một tình huống lấy dấu đến từ vị trí những cô gái Đồng Tháp. Dậy bước một. Đập bóng tốt. Thành phố hơi nổi trận lưới. Điểm Đồng Tháp 23 4. Đã có một chạm lưới đến từ dàn trắng của Cần Thơ. Vui ai Cần Thơ, Cần Thơ đã có chiến thương. Tiếp tục là Đồng Tháp phát bóng. Quả bóng rất căng. Phải tạo bóng nhẹ nhàng. Đập bóng tốt. Điểm Đồng Tháp 24-4. Đó là tình huống chưa hiểu ý đến từ vị trí của cô gái Cần Thơ. Bóng rất căng. Điểm 25 4. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, Đồng Tháp dẫn trước thành phố Cần Thơ với tỷ số 1-0. Hiệp đấu đầu tiên đã kết lại với tỷ số chung cuộc là 25-4. Chúng ta xin nghỉ giải đấu phút trước thì đến hiệp đấu thứ hai. Không. Rồi, đến với hiệp đấu thứ hai. Trong hiệp đấu thứ nhất thì đưa lại Cần Thơ áp đảo hoàn toàn để Đồng Tháp sẽ có lợi ngược dòng hay không đây. Vậy bước một cũng từ Cần Thơ. Điểm Đồng Tháp 1-0. Đồng Tháp đã có điểm đầu tiên cho mình. Phạt bóng rất căng. Bước một tốt.
điểm 2-0. Vâng, và trọng tài xác nhận đó là một tình huống lỗi của Cần Thơ, lỗi dính bóng. Bóng rất căng. Điểm 3-0. Và đánh bóng luôn thẳng lưới khán đài của Cần Thơ. Điểm cho Đồng Tháp. Và bóng tốt, tìm màu tốt. Và tìm hai tên đấu phải nghỉ với Cần Thơ. Còn bóng tốt, phản công cho Đồng Tháp. Đó là rất hay. Điểm Đồng Tháp 1-0. Cần Thơ thay vận động viên không được tốt, đã có sự thay đổi người từ huấn luyện viên của số 2 ra sân, số 7 vào sân. Có gì bất ngờ xuất hiện cho Cần Thơ hay không? Phạt bóng rất cao. Điểm Đồng Tháp 5-0. Điểm 6-0. Liên tục là những pha gãy chân một của ông Phú Cần Thơ. Bóng rất căng. Điểm 7-0. Và điểm trực tiếp đến từ cú phát bóng của Đồng Tháp. Điểm 8-0. Phong độ thi đấu của Cần Thơ thật sự là thiếu ổn định. Liên tục những pha gãy bước 1. Tiếp tục gãy bước 1. Pha đệm bóng nhẹ nhàng. Điểm thành phố Cần Thơ 1-3. Và chuyền hai tương đối lỗi đến người Đồng Tháp. Cần Thơ phát bóng, tỷ số đang là 1-8. Và con thắp tài và bỏ nhỏ nhưng không thành công. Đập bóng tốt, rất căng. Điểm Đồng Tháp 9-1. Điểm cho Đồng Tháp. Và đập bóng rất xuất sắc về vị trí của Đồng Tháp. Tỷ số đang là 9-1. Đập bóng rất căng. Tiếp tục gãy chuyền 1. Điểm Đồng Tháp 10-1. Độ của Đồng Tháp đang rất cao. Sạc bóng tốt. Điểm 11. Điểm đây cho Đồng Tháp. Tiếp tục gãy chuyền 1 và đá bóng tương đối dễ. Xuất sắc và đập bóng lên. Điểm 12-1. Tỷ số hiện tại đang cách biệt 11 điểm. Tỷ số là 12-1. Phạt bóng không vào. Điểm thành phố Cần Thơ 2-12. Lấy dấu đồng đội của Đồng Tháp.
Đồng Tháp thay vận động viên số 11 ra sân, số 7 vào sân. Đồng Tháp đã có sự thay đổi người, số 11 rời sân. Cần Thơ phát bóng, đặt bóng tốt, đặt bóng rất tốt. Tinh tế. Pha tấn công từ vị trí điểm đồng tháp 13-2. Tỷ số hiện tại đang là 13-2. Lại một pha phát bóng không ra lưới lên từ vị trí đồng tháp. Điểm thành phố Cần Thơ 3-13. Đồng Tháp thay vận động viên đã có sự thay người, số 3 ra sân, số 8 vào sân. Số 3 đã ra sân, thay cho cô ấy chính là số 8. Cần Thơ phát bóng tốt, để bước một của Đồng Tháp. Tiếp tục là pha dính bóng đến điểm Đồng Tháp 14-3. Cần Thơ đang mất, Cần Thơ đang mất quá nhiều sai lầm. Bóng tốt, Cần Thơ vào bóng ngoài. Điểm Đồng Tháp 15-3. Rất tiếc là ra ngoài. Trận thi đấu đang được diễn ra tại sân vận động, xin lỗi, tại nhà thi đấu tỉnh Bến Tre. Đá bóng tốt, điểm Đồng Tháp 16-3. Tình huống mà không thấy dàn trắng của Cần Thơ xuất hiện. Chỉ một tốt. Bỏ nhỏ nhưng không thành công. Điểm Đồng Tháp 17-3. Đồng Tháp phát bóng, gãy chi một tiếp tục. Điểm Đồng Tháp 13-3. Rồi, vấn đề lớn nhất Cần Thơ chính là chi một. Liên tục để hàng cú phát bóng của Đồng Tháp thiệt hại. Phát bóng không qua lưới từ Đồng Tháp. Điểm thành phố Cần Thơ 4-18. Đồng Tháp hoàn toàn áp đảo Cần Thơ. Để Cần Thơ có thể loại ngược dòng hay không? Màu tốt, thủ rất hay nhưng đồng đội không kịp. Điểm Đồng Tháp 19-4. Khá xui dành cho Cần Thơ. Điểm Đồng Tháp
bóng tốt nhưng không qua được hàng thủ của Đồng Tháp. Tiếp Đồng Tháp 24. Một tốt và bỏ bóng đi chuyền hai thì không thành công. Đập bóng rất căng. Điểm Cần Thơ 5-20. Bóng rất hay, rất tiếc dành cho Đồng Tháp. Cần Thơ sẽ là người phát bóng. Tiếp tục là một pha dính bóng của Đồng Tháp 21 năm. Đồng Tháp phát bóng gãy chuyền nhà đến từ Cần Thơ. Tiếp Đồng Tháp 22 năm. Tỷ số hiện tại đang đi rất xa, tỷ số đang là 22 năm nghiêng về Đồng Tháp. Liên tục là những pha quả bóng của chuyền hai, chắn bóng tốt. Chuyền bánh lô. Của Đồng Tháp 23 năm. Chắc chắn là điểm cho Đồng Tháp. Đồng Tháp phát bóng. Phát bóng rất căng. Tỷ số hiện tại đang là 24-5. Xem ra người chiến thắng ngày hôm nay đã được xác định. Phát bóng không qua lưới. Tiếp Cần Thơ 6-24. Tỷ số đang là 6-24. Tỷ số cách biệt quá lớn. Một tốt thủ rất hay, pha bỏ nhỏ nhưng đã bị bắt bài. Phản công ăn điểm và chiến thắng sáu là Đồng Tháp. Trận đấu Đồng Tháp thắng Cần Thơ với tỷ số 2-0. Đồng Tháp thắng áp đảo 2-0 trước Cần Thơ. Và sau đây là những phút bắt bài kết thúc trận đấu. Một trận đấu phải nói là một chiều dành cho Đồng Tháp, không có cơ hội nào cho cô gái Cần Thơ. Vâng, và video của mình hôm nay hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Xin cảm ơn.